Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi manía, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Hello các bạn, bây giờ mình đang chờ check in vào khách sạn, nhưng mà đến 4 giờ chiều nó mới cho check in nha các bạn. Đây là khách sạn Real ở Miami Beach đây các bạn. À. Bơi này là phía sau. Ok, bây giờ bà con đang đi ra ngoài tắm biển đây các bạn. Vậy lấy khăn nè. Lấy khăn ra biển luôn. Bây giờ mình lấy khăn thì ở khách sạn thì mỗi người mình lấy khăn, mình đi muốn tắm hồ tắm biển thì mình cũng phải lấy cái khăn. Quang mở cửa vô lấy đi Quang. Ok, mỗi người một cái khăn tắm, người nào mất thì phải trả 10 đồng. À, giống như mình deposit vậy các bạn. Ra lấy tắm bây giờ là ra biển. Đây là Miami Beach. Bên này nè, bên đường bên này nè, bên phải nó có cái đường nó đi. Bên này thì đó thì cái cửa nó mở ra, còn bên này là nó rào lại, có nghĩa là mình vô không được rồi. Đó, bên tay trái nó đi ra. Cái hỏi thì nãy giờ mình thấy rồi, ai có hỏi. Nó đây cửa đó, đây thì mình ra ngoài này thôi. Đó, cái này là thì bao quát bây giờ là nó chặn hết rồi. Hồi xưa thì nó dọc dọc á, muốn đi bộ đó cũng được. Chưa tới biển mà. Bây giờ số qua này xui mà. Đặt cái phòng thì 7 ngày ở. Chưa đẹp qua quất thôi à. Mày hả bưởi. Cái này là của khách sạn. Cái này là bì lon của khách sạn, không có cần mướn. Cái này là bì lon của khách sạn phải không? Yeah. Nè, ok, là cái của mình á, là bên tay trái đó, cái khăn nó màu giống nhau á. Ok, chỗ này thì nó có dù sẵn nha các bạn, nó có dù. Đó, nó có ghế sẵn cho mình. Đó, có dù, có ghế thì mỗi cái khách sạn thì cái khăn của nó phân biệt riêng nhau. Còn cái này là ngoài bãi biển đây. Chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Hello chào các bạn, welcome to Lan Sang DC Channel. Bây giờ là hôm nay là mình đang ở tại Miami Beach, Florida. Mình muốn quay cảnh xung quanh cho các bạn xem.
Hôm nay thì cũng trời cũng nóng cũng đẹp, mọi người ra đang ở ngoài nhà, ở ngoài biển này các bạn, thì mình muốn quay xung quanh của mình. Ở đây là giống như là private resort, những cái resort này là những ai mà ở khách sạn chỗ hotel nào thì mình tắm ngay khu đó, thì nó cũng có cung cấp cho mình dù, khăn tắm nè nghe các bạn. Ok, thì cái gì chút nữa mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem biển ở Miami Beach như thế nào nhé. Ok các bạn hãy cùng mình theo dõi tiếp tục nha. Đấy, thank you. Thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know, the less to be hurt. Nước biển ở Miami Beach thì rất là ấm cái nghe các bạn. Thời tiết rất là ấm đúng. Sóng thì hôm nay cũng rất là nhẹ, chứ không có đến nỗi mà sóng dữ lắm đâu. Sóng hôm nay rất là nhẹ chứ không đến nỗi các bạn. Yeah, thank you. See you tonight. Throw our problems in the flame. Throw our problems in. Đây là ngay biển Miami. Tiếng sóng vỗ về. Các bạn thấy trước mặt mình không đó, đây là có một hai bạn trẻ đang ra ngoài biển đám cưới ngày hôm nay. Các bạn thấy cái áo mà màu xanh đó, đó. I'm holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean. Đây là mình đậu xe thì mình phải download cái app này nha các bạn. Đó, mình phải download cái app này rồi mình đậu xe, mình trả tiền bằng trên cái cell phone của mình luôn. Đó, bây giờ là mấy bạn đang scan để download cái app để trả tiền trên cái đó. Nhà hàng Thái tới dưới đây này, nhà hàng Thái nhiều khi nó vô trong rồi chưa? Có thể vô trong. Ok, giờ mình nhóm mình vô nhà hàng Thái ăn. Go eat. Thank you. Đây là nhà hàng Thái. Đây là những cái tượng nhà hàng Thái đây là. À, trong nhà hàng Thái có những cái tượng. Nhà hàng Thái. It's okay. We have two soup, two papaya, pad thai beef, dumpling noodle chicken, seafood fried rice, one fish and vegetable. Oh, yeah. That's enough. Thank you. Mình thấy các bạn ăn khí thế quá nha. Nãy giờ thấy ăn quá trời nè. Cá red snapper. Thăm dâm cung. Thăm dâm hả? Papaya salad. Các bạn sáng giờ vất vả quá cho nên là ai cũng im hết ăn.
Nói chung là đồ ăn cũng ok, cái cũng nói xuất sắc thì cũng không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà cũng ok. Nhà hàng Thái nằm ở trên đường Washington Avenue, nhà hàng Thái on South Beach, Miami. Hello, how are you doing? Okay. Bây giờ cả nhóm mình đi ra ngoài biển chụp vài tấm hình kỷ niệm trước khi mình rời khỏi khỏi Miami Beach. Bây giờ cả nhóm của mình chụp một vài tấm hình. Có bữa nào đi làm cái một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ đi làm. Ok, giờ nguyên cả nhóm ra chụp vài tấm hình lưu niệm trước khi rời khỏi Miami Beach đây, trước khi rời khỏi chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Hello, chào các bạn. Welcome to Lang Thang DC Channel. Hôm nay là sáng chủ nhật, các bạn có khỏe không? Mình vừa chụp được vài tấm hình tại mấy nhóm chụp, mấy bạn ra ngoài đang chụp vài tấm hình để làm lưu niệm tại bãi biển Miami Beach đây. Thì mình sẽ tiếp tục quay tại thành phố Miami như là mấy thành phố lân cận cho các bạn xem ở Florida nhé. Và cũng không quên chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nhé. Và các bạn hãy tiếp tục theo dõi mình nhé. Ok, see you. Đây là những cái khách sạn resort chắc là các bạn đây.
rồi, chào là các bạn, video của mình tới đây là chấm dứt nha. Và cũng không quên chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Các bạn cũng đừng có quên là like, share and subscribe nhé. Và để nhận được nhiều cái video chuẩn bị tiếp tục sắp ra nữa nha các bạn. Và các bạn sẽ gặp lại các bạn sau nhé. Thank you, bye bye.